Xin chào các bạn nha, hiện là đang cho các bạn xem đây là cái ca live trực tiếp về da mụ thâm các bạn và sáng cái bì da. Thì các bạn nhìn đây, hầu hết da của chúng ta khi mà cái lớp sần, lớp bì trên cái nền da của các bạn sẽ thấy nó sần li ti như thế này này, và da nó sạm không đều mài. Các bạn thấy y cả các bạn thâm không? Đây, đây là cái bạc thâm hai bên bề da này, các bạn thấy hai bên bề da thâm rất là nhiều và da không đều màu, sạm màu nha. Và đây là quả này sau khi điều trị tại Lan nha các bạn. Các bạn thấy là da hiện tại thì hoàn toàn trắng sáng bạc tông luôn các bạn, bạc hai tông đấy, và da hoàn toàn sạch mụn và mờ thâm. Các bạn nhìn này, đây là cái nền thâm này các bạn, đó cái nền thâm Bella đây các bạn nhìn nha. Vậy và bây giờ Bella mình nó dạng nó láng hơn, nó mịn hơn nha các bạn. Đó, đây là hai bên cái bì thâm. Thì hiện tại bên La thì điều trị không xâm lấn đâu các bạn, nó không có vấn đề gì trên cái nền da, và khi làm xong da các bạn hoàn toàn sáng và khỏe hơn nữa. Các bạn nhìn nha. Đó. Đó. Nó cải thiện cái tông da mình rõ rệt nha. Đối với cái tông da của mình thì khi mà các bạn làm xong á, các bạn về chăm dưỡng, cái gì các bạn cũng phải là có một quá trình chăm dưỡng thì da các bạn sẽ đẹp mãi như thế này. Đây các bạn nhìn, đây là cái mụn thâm, và bây giờ thì sạch mịn và sáng đều toàn cái bề mặt nha các bạn. À, các bạn nhìn này. Nó hai cái bề da, da này thì không có nhiều vi mụn như những cái da cái da kha mà la livestream, mà da này nó bật tông sáng các bạn, da này làm sáng này luôn nè nha. Các bạn thấy bật tông sáng lên cái bề da của mình luôn. Đây, đây là toàn bộ hai bên bề da. Thì hiện tại các bạn đang bị bất cứ tình trạng gì, các bạn cứ inbox cho La nha, để La có thể tư vấn cho các bạn. Riêng về tất cả những cái vấn đề liên quan tới bệnh lý hay điều trị của da là các bạn cứ inbox nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.